Rồi nhá. Trước nào, trước có yêu cầu như sau. Hai lần. Nào nào nghe này. Hôm trước tôi có yêu cầu như sau này, chúng ta có một cái get select đúng không? Một cái button ở đây. Đây. Được. Khi mà chúng ta chọn một cái kết quả nào đấy nằm trong cái select này, thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái bảng. Vẽ ra một cái bảng cờ caro. Cờ caro cái bảng nó có đặc thù là các cột bằng các hàng. Được. Vậy thì giờ mình làm nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Tôi chưa qua nhé. Chúng ta sẽ có một cái thẻ deep ở ngoài đi. Thì chúng ta sẽ có một cái thẻ select. Chúng ta đặt cho nó một cái ID. Đây là ground size. Ground size. Chúng ta để ý cái ground size. Ground là gì? Ground là gì? Sân. Được chưa? Sân size là kích cỡ. Được chưa? Chúng ta đặt là kích cỡ sân. Sau đó chúng ta sẽ, tôi thì tôi bỏ luôn cái nút play đi luôn. Tôi chơi kiểu là cứ chọn một cái kết quả nào đấy thì tôi sẽ hiển thị kiểu dạng là bàn cờ luôn. Cứ chọn một cái bàn một cái nào khác là hiển thị luôn. Thì tôi sẽ làm như nào? Các bạn để ý này. Đầu tiên chúng ta có được document chấm ready function ở đây đúng không, giống như jQuery bình thường thôi. Bây giờ tôi muốn thực hiện cái việc là tôi, các bạn nhìn thấy cái select của tôi trống không, chưa có gì cả. Bây giờ tôi sẽ muốn là cái bàn cờ ở cái phần tử nằm trong cái select này của tôi ấy, nó sinh ra dựa vào code JavaScript. Tôi làm như nào? Coi nhá. Chúng ta sẽ có một cái vòng for. For từ y bằng 0. For từ y bằng 0. Không thì y bằng từ 5 đi. Y từ 5 cho đến y nhỏ hơn 25. Y nhỏ hơn 25, y cộng cộng. Rồi xong. Được chưa? Trước đấy chúng ta sẽ có một cái biến va là option bằng string rộng. Yeah. Sau này ở trong này chúng ta sẽ có cái option. Nó sẽ cộng bằng với một cái string là thẻ option. Với cái value nó bằng đô la đóng mở ngoặc y. Dạ, đô la đóng mở ngoặc y. Đô la đóng mở ngoặc y. Và cái content nằm trong option này thì nó cũng bằng đô la đóng mở ngoặc nhọn y x đô la đóng mở ngoặc y luôn. Sau hết vòng for này để viết nội dung cho một thẻ làm sao thì làm kiểu nhét nó vào mình, nhét những cái nội dung option này vào trong cái thẻ select. Chúng ta dùng cái hàm gì, dùng cái hàm gì của jQuery hôm trước vừa học xong. Chơi hàm gì? Hả? Nhét nội dung HTML vào trong một cái thẻ. Ừ. Không phải HTML. Append. Thì chúng ta có đô la. Cái thẻ select của chúng ta có ID là gì? Ground size đúng không? Ground size chấm append. Chấm append cái option kia vào.
Được chưa? Test nhá. Rồi test thôi. Thấy không? Các bạn nhìn thấy gì không? Thấy không? Nó tự sinh ra nội dung. Được chưa? Cái này là chúng ta mở, chúng ta sử dụng cái gì? Cái jQuery để chúng ta viết cái nội dung cho cái select. Thấy không? Đây này. Chúng ta chuột phải vào. Chuột phải có thể select này này, xem những cái thẻ option nằm trong. Bạn sẽ nhìn thấy đó là tổ hợp của những cái thẻ option nằm trong thẻ select với cái value. Chúng ta sinh ra từ vòng for đúng không? Đây nhớ đấy. Một cái thủ thuật này là cái thủ thuật các bạn không bao giờ được quên. Đó. Cái trò mà sinh nội dung nó trong thẻ mà nhưng mà không bao giờ được quên. Thảo là được bè. Bây giờ cái này tí nữa chúng ta sẽ ứng dụng cực kỳ nhiều cho nên là hãy lưu ý. Xong chưa? Rồi tiếp theo nhá. Chung bật lab lên đi. Tiếp theo này. Bây giờ tôi muốn mà khi mà cái thẻ select của này nó thay đổi giá trị thì tôi sẽ lấy được cái giá trị mà thẻ select của gamma là bao nhiêu, là dùng cái sự kiện gì cho thì nó có gì tức là cái thẻ tôi đang thẻ select nhá, đúng không? Tôi đã xin nội dung của nó rồi. Bây giờ tôi muốn bắt cái sự kiện là khi cái nội dung của cái thẻ select này là khi kết quả của thẻ select nó thay đổi, nó chọn ví dụ lúc đầu là chọn là 3, là 5 đúng không? Bây giờ tôi chọn thành 10 thì tôi muốn lấy cái số 10 đấy và tôi alert rồi thì cái sự kiện mà khi nó thay đổi là chỉ là gì? Là sự kiện gì? Hả? Cái gì? Khu vực lên và lấy khu vực đi tôi nói thay đổi là sự kiện. Ô này nhớ gì sự kiện nào thì có on chain là khi mà nội dung thay đổi đấy nhá. Thì cái đấy thì chúng ta lưu ý này, khi nội dung thay đổi này tôi có dùng cái Lola brown size chuyển on chain được không? Câu trả lời là không nên dùng ở đấy. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy những cái nội dung này nó là sinh ra là sinh động, đúng không? Sinh ra là sinh động cho nên là chúng ta nên nó sinh sau cái gì ghép chạy rồi, cho nên chúng ta nên viết cái hàm on chain cho sự kiện được chưa? Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có là cái on chain gọi cái hàm start game, hàm start truyền this vào, hiểu không? Gọi start và truyền this vào. This nó chính là cái thẻ select, nó chính là cái thẻ select mà chúng ta quên nhầm, chính là cái sự kiện nó chính là cái sự kiện xảy ra cho cái thẻ hiện tại. Xong chưa? Và cái hàm ấy chúng ta lại viết ra ngoài của cái document ready nhé. Chúng ta có một cái function là start nhận một tham số là e nó chính là cái event sự kiện xảy ra ở đâu, e là cái event hay cái element, hình như là cái element thì phải. Xong nhá. Để các bạn coi nhá, cái console mấy giật nhỉ? console.log ra cái e.value. Xem nhá. Không lỗi gì đúng không? Console này không lỗi gì đúng không? Tôi chọn 7. Thấy gì? Số 7 đúng không? 19. Đấy. Lấy giá trị à? Rồi xong rồi sao? Đấy đã lấy giá trị rồi, chúng ta sẽ có là cái chúng ta sẽ có như sau này. Ở phía ngoài này. Ở phía ngoài code JS này chúng ta sẽ có là và get size bằng với 0
Thì khi mà chúng ta cứ gọi cái hàm start này thì chúng ta sẽ có cái thằng get size kia. Get size sẽ bằng e.value. Xong chưa? Đây là cái kích cỡ là bằng JavaScript và cái kẹp select kích cỡ bằng nó thôi. Đây là hai cái khác nhau, các bạn đừng đánh đồng. Xong chưa? Rồi. Vẽ các bạn cờ thì chưa chơi luôn đấy. Vẽ bởi bọn này nó đang chưa biết gì về JS, chưa biết xử lý như nào thì phải luyện để vẽ. Xong chưa? Bây giờ nhá, tôi đang có kích cỡ sân chơi này. Tôi muốn vẽ, bây giờ tôi vừa từ lý số 7 đúng không? Số 7 của cái slide. Tôi muốn vẽ một cái bảng có 7 hàng. Có 7, trong cái bảng có 7 hàng ngang, có 7 hàng dọc. Được rồi, bây giờ nhá. 7 hàng ngang, 7 hàng dọc. Phải tên rồi, đi. Không có tên rồi, tôi đi làm sao bảo. Rồi. Đúng rồi. Chính xác. Bây giờ là. Giờ làm nào nó có. Ờ đúng rồi, một dòng for. Là sao nữa? Nào. Rồi, không giải. Còn bạn nào? Hiếu. Đã có số ô rồi. Số ô rồi, bây giờ chỉ xin cái số hàng dọc, số hàng ngang. Đó là nghĩ thử. Có số vật vã chỉ sinh thì dễ. TH làm gì vậy? Hả? Đây chúng ta sẽ có một cái table ở dưới này nhá. Chưa? Table này chúng ta sẽ có cái class và cái ID đi. Playground. Giờ đây là sân chơi nữa. Thì chúng ta sẽ có cái CSS cho nó là cái này là border 1. Border 1 để cho nó có cái vòng xung quanh. Chúng ta có các thẻ TD style nó bằng width bằng 40 pixel. 2 máy giật nhỉ, 2 bằng 40 pixel, chưa? Để nó rộng ra. Chẳng biệt, cho nó đặt up video lên YouTube vậy. Xong chưa? Width 2 bằng nhau. Bây giờ chúng ta sinh ra các thẻ TR để các bạn xem nhé. Chúng ta có cái vòng for, không có nhầm. Chúng ta có var trong này và content bằng xuyên rỗng này, được chưa? Chúng ta có một vòng lặp, vòng for tiến y bằng không, y nhỏ hơn gì y nhỏ hơn giá sai, y cộng cộng, đúng không? Trong này chúng ta có gì? Có content cộng bằng content cộng bằng bằng với cái gì? Với thẻ TR, được chưa? Cộng với thẻ TR, sau chúng ta cộng tiếp cộng bằng với thẻ TR, đây là mở thẻ TR và đóng thẻ TR,
khi mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta có cái gì? Bây giờ tôi mua lại muốn trong mỗi thẻ TR nó sinh ra bảy cái TD 500. Chúng ta có vòng for. Chúng ta có vòng va. Va này là va di. Va di bằng 0. Di nhỏ hơn yard size. Di cộng cộng. Sau đó chúng ta có gì? Content cộng cộng bằng thẻ gì? Thẻ TD. Sau đó hết vòng for lớn, chúng ta tiến hành là đô la table có cái ID là playground. Đây, playground chấm append cái content vào. Chúng ta phải học cái cách dùng. Khi mà hai vòng lặp lồng nhau thì những cái ba không bao giờ
Xong chưa? Ờ. Chờ cái gì? Hả? Cũng là một cách. Tôi không thích dùng cách đấy. Tôi thích là trước khi nó xóa, trước khi nó thêm vào, trước khi nó thêm vào một nội dung để vào trong cái này, nó xóa vào những cái gì? Ừ, xóa vào những cái gì? Rồi sao? Ngáo cần này. Trước khi nó append nội dung kia vào thì nó xóa nội dung cũ đi trong cái bảng này. Giờ làm thế nào? Check cái seat. Thay lên thuyền. Xóa nội dung cũ đi mà. Ừ. Đúng rồi. Đấy. Chấm remove. Như này là xong. Ủa, sao mình không có gì cả? Bậy. Phải báo thật. Không. Bút chưa đúng rồi. Ôi. Empty. Thằng kia vớ vẩn. Empty remove là xóa bay đi luôn. Remove là xóa cả nó đi luôn. Empty là làm trống.
các thẻ ở trong trống hết. Liên thuyên, cái đấy tôi dạy từ lâu rồi. Thấy chưa? Cho thêm cho tôi cái MT vào. On click. Biết được không? Vì sao lại viết trong for TD? Vì sao lại viết là for của thằng TD? Tại sao không viết ở ngoài này như này? Có được không? Có được không? Quan trọng là có được không? Thử nhá. Thử nhá. Rồi. Console log chung NQ chém gió. Rồi thử nhá. Tích rồi đấy. Hôm trước nói xa xả, xả cái gì? Xa xả, xả gì? Những cái nội dung được sinh ra sau bằng CS thì nó có quét được không? Thì cái đoạn code kia, cái đoạn đô la TD thì nó quét qua được không? Thế nên cái này nó chẳng có tác dụng gì cả. Đúng chưa? Hả? Cái gì? Sau đó chúng ta thay đổi cái giá trị của cái select ở trên thì mới xin ra thẻ DD đúng không? Như vậy những cái thẻ DD mới đấy không được áp dụng cái trò này. Đúng chưa? Xin sao ạ? Âm như nào? Thì không biết được. Bây giờ biết được cái nào? Hôm trước tôi cũng có cách giải quyết cho các bạn rồi. Đâu viết nhỉ? Đây à? On click gì đó check đô la this rồi đúng không? Có thế rồi sao viết hàm check à? Thì viết hàm check function check e element. Giờ có gì? Thằng cái mẹ gì? Thằng lại liên thuyên rồi. Chưa nghĩ ra đâu mà. Xem nhá. Tức là kích được rồi, đúng không? Kích được rồi. Giờ sao nào? Giờ XO. Có gì nữa chứ? Giờ XO gì? Cái đầu tiên là đi là kích bé.
là ô. Giờ làm nào để nó cho nó có ít ô? Điên à? Em không là em chặt đi, cứ tưởng là bạn này em chặt đi. Nghĩ ra nào? Em làm cực kỳ dễ. Lần đầu tiên check thì là x, lần thứ hai check thì là ô. Ơ rồi, ý gì? Trong cái ba, ba để đâu? Ba để đâu? Mẹ cái thằng làm nhảm đấy, mày lúc biết lúc nào điền x, lúc nào điền ô. Ừ, ba đặt đâu? Đặt trong hay đặt ngoài? Trong hay ngoài? Đặt trong, phải ba. Ba gì? Hả? XY. XY à? Và tên đi. Bằng. Không. Rồi sao nữa? Íp. Rồi íp cứ nói đi. Rồi nhá. Íp tên phần trăm 2 bằng 0 thì gì? Thì e chấm đô la e đi chấm x bằng x, l thì bằng ô à? Thử nhá, được chưa? Cái này đúng không? Đúng không? Có vẻ hợp lý. Sao? Giờ như nào? Ờ thì biết được rồi. Ít ra là không biết được. Thế sao để nó được một cái mẹ ô? Nó đi đúng rồi đấy. Chứ mà mỗi tội hơi buồn. Nào làm sao? Giờ khi mà check tên bằng 0 thì khi nào tên bằng 1? Đúng không? Không được, làm này không được. Đi đi. Trời ơi. Này, đi đi. Cái bảng đi của điện tơ này nó không tồn tại từ lâu đâu, lúc nào thì lúc nào. Điện tơ. Khi nào nó tạo ra, khi nào nó kết thúc. Nó không cần dùng. Khi nào nó kết thúc. Phải đứng yên này. Lúc nào tương đối? Hả? À? Cho các thân được một rồi đấy. Nghe nha, thì có được thì có bẩn. Nghĩa là khi mỗi khi tên đến chết nha, đúng không? Thì chạy ra hàng này, thì ngay đầu tiên ba tên bằng 0, sau đó tên bằng cộng cộng đúng không? Là tên bằng 1, sau ít thì sao? Thì tên bằng ô đúng không? Là cách của ô đúng không? Sau lần sau lại chết cái khác, thì lại ba tên bằng 0. Thế có lúc nào nó bằng cộng 2 không? Có lúc nào cũng tên bằng 2 không? Đúng không? Không có gì. Là tôi đang nói, từ từ tôi chụp tôi đang nói.
cơn cái phạm vi tồn tại của cơn này nó tương tác ra lúc nào và kết thúc khi nào, nó không còn tác dụng nữa khi nào, đúng không? Khi click hết sạch, tại sao click hết sạch thì như nào, lúc nào click hết sạch? Bọn này quên hết kiến thức về phạm vi quyền quyền rồi. Khi một quyền được tạo ra trong một hạng, đúng không? Khi một quyền được tạo ra trong một hạng thì cái tiền này chỉ có 1% phạm vi tác dụng của cái hàng thôi. Ra ngoài là bị mất, lần sau chạy vào lại khỏi tác dụng đến mới, hiểu chưa? Đây nhá, và để này, khi cái một cái thẻ TD được tới thì chúng ta tạo ra cái đến tôi phải đúng không? Đấy, chạy tôi ở đây có tồn tại, tôi ở đây có tồn tại, tôi ở đây có tồn tại, có tồn tại cho đến cuối cái dòng này hết. Chỉ cần nó đọc hết cái dòng này thì là cái tơ này sẽ biến mất, được giải phóng một điều đi, tức là nó không còn tồn tại nữa, được chưa? Đó, cho nên là chúng ta không đưa tơ vào đây được mà phải đưa ra ngoài, được chưa? Để lần sau nó chạy vào cái tơ này vẫn còn tồn tại ở đấy. Rồi nhé, thử nhá, xem nhé. Tôi làm một cái việc rất là dễ thôi, tôi nhấc cái này lên trên, tôi nhấc cái này lên trên một phát là xong. Này, coi này. Quên, chưa cộng cộng. Cái gì? Sai gì? Sai gì mà sai? Cái gì? Ra cái gì mà trả được? Thì ông đổi ngược lại. Cái này là xong cái gì? Cái nhà quê chứ nhỉ? Được chưa? Cái phạm vi đây là bài toán quay lại hai cái cơ bản của chỉ nhất thuật về cái thuật. Nó là cái biến tồn tại ngoài hàng thì ở trong nó phải truy cập được, còn biến tồn tại trong hàng thì biến được khởi vào trong hàng thì hết phạm vi của hàng nó bị ngày tôi chỉ cần 30.000 tôi sống được. Thank you.
chưa? Có hiểu không? À, đi chưa già. Mình xuống cái xe rồi mình sang cái tài. Thì một ngày nào không được. Đây đúng không? Không hiểu cái gì? Từ cái này đi. Từ này đúng không? Đoạn này đi. Cộng bằng 1 anh em. Cứ phép cộng bằng này hả? Cứ phép toán này. Đấy. Ví dụ nhé. Có 3 x bằng 5. Ví dụ luôn. Đây bằng 5. X cộng bằng 8. Con số đó x đấy của mày nghĩ từ đây đi vào cái bàn x cộng bằng tương đương với lại là x tương đương với lại x bằng x cộng 8 đấy x bằng x cộng 8 x bằng x cộng 8 tương đương với cộng 1 cộng 1 lên là cộng 1 và lên số cộng 1 và lên chuỗi nếu cái nối với tôi nối với xong nhau nếu cái nối trên mà có gì không nhiều vấn đề gì không lọc đó xong lọc xem nó xem vấn đề gì xem nó xem vấn đề gì. Làm sao? Không chạy được à? Được chưa? Tiếp tục nhá. Thực ra không nên tính theo số lượt click nhé. Không nên. Chúng ta đặt hẳn luôn đi. Đây. Chúng ta đặt hẳn thẳng tơn bằng x. Đặt thẳng tơn bằng x cho thôi. Không việc gì phải lăn tăn cả. Chưa? Chúng ta sẽ có là content if turn bằng với x thì
E à quên nhầm, nếu mà tơn bằng x thì tơn thì chúng ta có đây 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 đô la e chấm tơn và chấm tích bằng tơn này, được chưa? Viết cái nội dung của cái ở trong đấy bằng cái tơn là x cũng là ô đúng không? Sau khi viết xong thì tôi mới tiến hành là tơn bằng, nếu mà tơn bằng với x thì tơn bằng ô, còn nếu mà tơn không bằng x thì tơn bằng x. Viết này có hiểu gì không? Nếu không thì tôi phải viết nó rõ ràng tường minh hơn. Đây là if else thôi. Bây giờ tôi comment và tôi viết tường minh nhá. If tơn bằng tuyệt đối với x thì tơn bằng ô. Cái này có hiểu không? Rồi else tơn bằng x. Này dễ hiểu hơn rồi đúng không? Đúng không? Sao trường mình không làm ký cái âm? Cái gì? Mày làm xong chưa? Xem kết quả khác không? Giống nhau đúng không? Bây giờ tôi muốn từ bình tĩnh trước, còn nhiều thứ phải làm. Còn nếu tôi đã bảo vệ chữ của nó, tôi bảo vô chữ của xanh, nếu mình kìm thì là nào? Ví dụ như này nhá. Ví dụ chúng ta để đây là font size này bằng 20 pixel chẳng hạn đúng không? Rồi text align center. Bây giờ chỉ cho căn giữa. Bây giờ tôi sẽ có một cái là txt trừ red. Thì chúng ta sẽ có màu là màu color. Color là bằng màu đỏ đi. Được chưa? Rồi thì font width bằng bold. Ví dụ thế tôi đưa cái này lên trên. Txt trừ green thì chúng ta sẽ có màu color là bằng green. Màu chữ thôi mà. Bây giờ tôi muốn x thì có màu đỏ, y có màu xanh. Thêm là gì? Thêm dịch thứ hai là gì? Class là gì? Lớp là gì? Class là S class. Dịch đúng tiếng Anh thôi. Học chơi phần luôn. Học dốt vậy. Được chưa? Giờ sao? Nếu tên bằng x thì đô la e chấm s class.
add class, đúng nhỉ? Add class txt trừ red l thì add class txt trừ green. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Thế mày nhảm nhí ấy, nói linh ta linh tinh. Không ngu như ngày xưa rồi. Tốt. If $e chấm text nó bằng rỗng thì chúng ta mới thực hiện cái này. Thử coi nhá. Kích này. Đúng không? Sao đây được này, kích cái nữa này. Đúng chưa? Ngon. Có thế thôi. Thôi được rồi. Rồi xong, lên bé xong. Thôi tôi lên sửa lên bé rồi. Còn logic thì để hôm sau. Không phải đau đầu quá. Mới thôi. Mày học không ứng của em này. Học không ứng của em này. Vui đi bài này là bài xem được quá. Vui đi vẻ. Xong chưa? Xong rồi con rời rồi đấy. Thấy hiểu cái trùng không? Nhìn lại lần như thế nào? Toàn bộ là gì mà đi? JavaScript, what? Có là vừa thầy đây là sử dụng bootstrap JS và nếu có thời gian thì sẽ dạy nốt sử dụng jQuery validation. Bootstrap là khi mà làm web thì mình phải biết, không biết thì sẽ rất thiệt thòi. Đúng chưa? Có vấn đề gì cần hỏi thì hỏi. Tiếp nha. Được chưa Tiến? Để tôi đẩy cốt lên trên kia. Ô mất mạng à? Có mạng mà.
mẹ nó đè lên nhau rồi. Hôm trước tôi cũng tạo cái file L05. Ông mới tạo L06, hôm nay học L06. Rồi xong. Trong L06 các bạn nhé. Xong chưa có con rời? Xong nhá, có vấn đề nữa không? Nay sẽ sử dụng Bootstrap CS nhá. Thì chúng ta vào trang này cho tôi. Get Bootstrap. Tôi thì tôi cũng chưa học Bootstrap 4. Hiện tại nó đang version 4.0. Lên từ tháng trước rồi ông ạ. Chẳng có biết cái gì. Các bạn kích vào cái chữ 4.0 ấy, kéo xuống 3.3.7. Nhá. Tải nó về. Đây. Download Bootstrap này. Mày có biết cái gì đâu. Dân công nghệ không biết Bootstrap lắm nhé. Nhưng nhạc quá chán. Thôi đi. Rồi chúng ta nhìn thấy cái thư mục Bootstrap 3.3.7 disk không? Tôi đã bảo tải 3.3.7 về. Vẫn không biết tải như nào à? Không biết tải nhau. Đây này. Nhìn thấy đâu? Kích vào chọn 3.3.7. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Tải về. Sau đó chúng ta đổi tên cái thư mục này. Đổi tên thư mục 3.3.7 này. Giải nén ra nhé, xong đổi tên. Đổi tên trở thành bootstrap 0 như này thôi. Copy cái này. Paste vào đây. Về trong thư mục của chúng ta. Chúng ta đang là 06 đúng không? Được chưa? Lưu ý với các bạn. Bootstrap thì chúng ta phải dùng sau khi import cái jQuery. Được chưa?
Ví dụ như ở đây chúng ta có cái, ủa đây là loại khác, đây cái index của chúng ta đây đúng không? Ở phía trên này, chúng ta import jQuery nhé. Thì ở miễn là các bạn viết ở phía sau nó, tôi không biết là sau bao nhiêu dòng, nhưng mà các bạn phải viết cái import cái jQuery ở cái bootstrap JS ở phía sau của cái jQuery. Bây giờ tôi tạo một cái file mới này, bootstrap.html, xong viết code html ở đây, ở dưới cùng này tôi tiến hành là script có cái src bằng jQuery.min.js đúng không? Thì ở dưới nó nữa, ở phía dưới của cái dòng đấy tôi sẽ import thêm bootstrap sược js sược bootstrap.min.js. Viết đi chung. Đây là cách chúng ta sử dụng. Tất nhiên ở trên này chúng ta vẫn dùng CS của nó như bình thường. Xong chưa? Mấy thằng kia xong chưa? Rồi coi này, bây giờ làm sao để biết mình chạy thành công, à mình import thành công? Tôi đã dạy rất là nhiều lần rồi. Chạy lên, bấm vào sược, sược này, sẽ nhìn thấy một bootstrap JS, bootstrap.min.js, CSS, bootstrap.min.cns, nội dung đây. Đây là cách check mình có import thành công hay không. Đúng chưa nhỉ? Rồi xong, chúng ta mở cái bootstrap.com ra, cái bootstrap.com ra vào JavaScript này. Đúng chưa? Cái đầu tiên tôi muốn dạy chúng ta cũng là cái chúng ta hay dùng nhất với bootstrap, đó là cái model. Cái model. Đúng chưa? Model, cái này đọc là model. Nó chính là cái dialog bật lên trên như này. Để. Đấy. Cái này gọi là cái model. Được chưa? Nhớ nhá, từ sau người ta gọi là cái model. Ở trên giao diện ấy, một đọc là model thì phải hiểu nó là cái gì. Bây giờ mình sẽ làm cái này. Nhá, mình làm cái này. Thì mình có gì? Đây. À, chúng ta sẽ có như sau. Ở đây chúng ta có một cái thẻ div này. Có class là bằng model face này. Class model face có id bằng fpt model đi. Hả? Có cũng được mà chúng ta nên viết cho nó cũng quen đi. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có thêm là ở trong nó, để tôi thử cái đó, deep có class là bằng model dialog. Model dialog có role là document, role này chẳng cần. Đây tôi viết là JS nâng cao fpt poly
ví dụ thế. Đấy chưa? Còn nội dung chi tiết tính sau, cứ có nội có cái này đã. Xong chưa? Ở đây tôi có một cái div nữa, một class là vào container. Đây là cái thẻ button. Button type bằng button. Class bằng btn cách btn trừ primary btn trừ log open model. Yeah. Chúng ta có rất là nhiều cách để bật cái model này lên. Dùng cách mặc định của jQuery, bootstrap JS cũng được, hoặc là sử dụng tự code bằng tay để bật nó lên cũng được. Bởi vì JS bootstrap nó cung cấp chúng ta cơ chế để bật lên rồi. Thì chúng ta sẽ có sau nhá. Rồi. Thì chúng ta sẽ có như sau, cái button này tôi đặt cho cái là ID và open mdl. Copy cái này. Chúng ta viết script ở dưới. Vẫn document ready thôi. Chúng ta có sự kiện là khi cái button này được click thì chúng ta sẽ có cái hành động như sau. Các bạn nhìn thấy cái FPT model này đúng không? Đây là cái ID của nó. Đóng ngoặc FPT model.model show. Tôi chẳng biết nó có chạy không. Chưa đọc lại tài liệu. Chắc là chạy đoán thế. Model show. Không nghe nhỉ? Đây nè. Tôi cũng không biết là nó lên đây không. Đó, biết ngay à. Viết sai chính tả. Được chưa? Nó ra đây. Nó lên trên rồi đấy. Nó ở trên rồi đấy. Bản thân nó đã ở trên rồi đấy. Chúng ta thử nhá. Đây này. Các bạn nhìn thấy cái dialog model không? Thấy không? Đây này. Model face này, dialog model này. Thấy không? Chúng ta thêm tí nữa, chúng ta thêm cái style nó vào phát là được. Nó đã lên trên rồi đấy. Còn như bình thường nó như này này. Được chưa? Đấy. Model show. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi copy tiếp cái nội dung của nó. Chúng ta có sẽ có cái model content. Đây, model content. Thì chúng ta đi copy cái model content này về. Đây, model dialog.
Đây là module content. Trông rất là nhà lằng nhằng. Đây module title đây. Đây module header nhé. Header là cái phần đầu ấy, phần đầu tiên ấy. Bạn coi này. Bây giờ xem cái giao diện nó như nào. Thấy không? Đây phần module title này. Module title nó là ví dụ như đây là hello bt12111gs. Được chưa? Còn đây là content, content là chúng ta viết cái gì ở trong cũng được. Tôi thường xuyên làm form bằng cái này. Làm rất là nhanh. Tiện. Hả? Cái gì button nào? Button này á? Đây á? Đây. Không nhận nào. Mày mỗi cây này đi ba thôi không? jQuery chấm bin chấm bs quay nó vào. Chưa có thứ gì về jQuery.
là cái gì? Đây này. Nhìn kỹ là cái đường dẫn đấy ạ. Có mỗi cái đường dẫn nó không đúng được. Đâu đâu? Rồi, đúng rồi. Chị Huy nào? Chị Huy đến đây. Nào, nhìn kỹ là nào? Để dùng được cái chat gì ấy, thì phải đứng hai cái chat cho đi được gì ấy ở đây. Bạn biết cái gì nữa? Trên đây đúng rồi. Nào. Mày có nhìn thấy cái gì mày biết cái gì cũng chat với nhau không? Mày có biết sai chữ đại này? Copy chuột phải ở đây. Rename. Copy nào, cái xuống. Đấy. Đúng rồi. Đi. Đúng rồi. Đúng chọn, chọn đi nhìn đi em. Cái này cũng biết đúng chưa? Để chân lên chi ấy, là phải sửa cái gì nữa? Xếp xuống. Thêm cái gì? Thêm cái nào nữa? Không đào đâu, không biết phải. Để gì mà đi rồi. Mô đồ này, mô đồ cái sai chữ đại này. Mô đồ đây này. Nó khổ lắm. Nhìn cái chữ mô đồ mà nó biết đi nào. E chữ A. Sửa một mỗi chữ E thì chữ A thôi. Chúng lên kéo cái screen lên này. Chúng kéo cái con chuột bên dưới nó lên trên. Lên bát lên trên. Kéo lên. Đấy. Đây có đoạn này, đây này có cái lunch demo model đúng không, thì copy cái đoạn nội dung ở trong này, bắt đầu từ model content hết vứt vào trong cái kia đây này, đấy đoạn này có nội dung ở trong, các bạn thích viết cái gì thì viết.
Được chưa? Mình kiến được chưa? Cứ bình tĩnh mà làm thôi. Bị chủ cũng phải nghe, phải làm. Thế thì mới khá được. Mình hiểu không nhá? Bài lát tới cho các bạn này. Và bài này cũng chấm luôn và buổi sau nhá. Bài tới chuẩn bị buổi sau nữa chấm, tôi không chữa bài đấy và các bạn có phải tự tìm hiểu tự làm. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm phần assignment, check kết quả của assignment, xem hàng lọc, hàng chéo, hàng ngang như nào, được chưa? Bây giờ các bạn để ý tôi này, đây là tôi hướng dẫn các bạn bước đầu tiên sử dụng Bootstrap với Moodle, được chưa? Các bạn sẽ phải về tìm hiểu thôi những thứ như này để sử dụng này. Moodle là một này. Làm phải lấy demo cho tôi nhé. Để nó dựa vào số demo của các bạn để tính điểm cho các bạn vào bài lớp 3. Được chưa? Tab là 2. Tab phải làm demo của cái này, hiểu nó. Custom được. Được chưa? Tab là 2. Calories là 3. Calories. Được chưa? Ghi vào. Model là 1. Tab là 2. Calories là 3. Calories. Được chưa? Cold sleep. Đấy, thấy không? Cold sleep. Không làm hết, không cần phải làm hết. Thấy chưa? Đấy, bốn cái. Các bạn về, các bạn tìm hiểu về Bootstrap và làm, lấy ví dụ. Buổi sau tôi sẽ kiểm tra. Buổi sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lại đầu giờ, tôi hướng dẫn các bạn assignment. Sau đó đến cuối giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm nhiều kinh nghiệm nữa để các bạn sử dụng. Nhờ. Đó, đấy là cái nội dung của buổi sau. Đây, đọc dịch cái đoạn này nào. Đúng rồi, chỉ có thế thôi. Rất dễ. Các bạn lưu ý khi sử dụng Moodle này. Khi sử dụng Moodle nhé. Đây các bạn phải đọc cái đoạn này này. Chứ đừng xem ví dụ cơ bản. Đây đọc cái đoạn này. Giải thế. Đây này. Đấy. Để xem cái này này, cơ bản này. Ví dụ backdrop là gì? Backdrop là cái màn hình phía sau, màn đen ấy. Các bạn để ý này, khi mà tôi click vào đây, khi tôi kích vào đây nhá, mất luôn đúng không? Nên nếu tôi để static, backdrop của tôi là static, thì tôi sẽ làm như sau này. Ví dụ đây là Moodle show này. Show 2.2 backdrop 2.static. Bật ra đúng không? Kích này. Thấy không? Nó không mất. Không phải là không gian nó không mất. Nhá. Cái để này là để tĩnh, để backdrop tĩnh. Các bạn bấm ra ngoài nó không mất cái Moodle này mà các bạn bắt buộc phải bấm vào đây hoặc là vào đây, hoặc bấm EC. Nhá. Thì nó mới mất. Thì cái đấy là cái thuộc tính backdrop các bạn phải nắm được. Mỗi cái này nó đều có cái tác dụng riêng. Được chưa?
mỗi cái này nó đều có tác dụng riêng đấy, cho nên là phải nắm được cách dùng nó như nào, dùng nó ra làm sao, khi nào show, khi nào không show. Đấy nhỉ? Các bạn còn bê được cả nội dung của một file TML khác vào này. Thấy không? Xong nhỉ? Đấy, về các bạn làm và tìm hiểu thôi nhá.